Rồi đây là một vị khách dễ thương qua ráp đồ nha. À, hôm nay anh qua ủng hộ một cái yên. Đây một con xe khách vừa mới qua ủng hộ ráp đồ nha. Một cái yên 86 nè. Một cái cần số nè. 100.000 gắt máy nè. Rồi bốn cái chập xi nhan, bốn cái bóng đèn bên trong. Một cặp kính. Chập xi nhan. Một cái ba dao mũi 86. Một cái mặt nạ 86. Đây. Một cái bô. Một cái bô Honda Goshi. Một cái dầu đạp. Rồi hai cái ốp bẩn. Quay sao bẩn nếu là kìa. Sao quay xe quay toàn thấy người thợ ra không ta. Rồi đây đây là hàng tháo ra. Bô lô. Chắc máy 81 mà xe là 86. Mặt nạ bốn cái chập xi nhan 81 tháo ra. Rồi ba ga mũi lồ bị gãy cái xương ở đây. Rồi gạt máy xì cà que, pha đèn cũ, cái yên, yên lô. Rồi bốn cái bóng đèn tháo ra, bóng đèn lô. Nổ máy lại nghe hết hồn rồi. Xe này còn viên gần như là hết xe, thiếu vài món lặt vặt thôi. Còn số máy xe 50-00-47-200. Đây là xe đời cao nha, 86 đời cao.